Cách vào viện, cách ở vào viện 12 ngày, bệnh nhân tự nhiên xuất hiện sưng đau gối chân trái xuống cổ chân trái, không nóng đỏ đau, đi lại khó, tự điều trị xoa bóp cồn không đỡ, vào vào trung tâm y tế huyện điều trị 7 ngày, chân trái đỡ sưng, ra viện ngày 22 tháng 2. Xuất hiện sưng đau vùng thượng vị, lan đau liên tục khó thở, gia đình đưa vào bệnh viện tỉnh Lai Châu. Lúc vào điều trị tại khoa nội ngày 23 tháng 2, bệnh nhân tỉnh, đau vùng thượng vị, đau lên ngược trái, mạch 85 lần trên phút, huyết áp 100 trên 70, nhịp thở 21 lần trên phút. Và đến hồi 17 giờ ngày 24 tháng 2, bệnh nhân xuất hiện đau tức ngược trái nhiều, khó thở, mạch bẹn bắt được, huyết áp 60 trên 40, xử trí vận mạch, giảm đau, chuyển khoa hồi sức tích cực. Lúc lên khoa hồi sức tích cực, hồi 18 giờ ngày 24 tháng 2, bệnh nhân tự thở, không ứ hầu họng, nhịp thở 36 lần trên phút, SpO2 92, phổi hai bên thông khí đều, không gian khí máu pH 7,45, PO2 149, PCO2 29,1, HCO3 20. Bệnh nhân đau nhiều ngực trái, tim nhịp đều, tần số 150 chu kỳ phút, huyết áp không đo được. Bệnh nhân trong tình trạng lơ mơ, gớt gâu 13 điểm, dấu hiệu não màng não âm tính, da niêm mạc kém hồng, vã nhiều mồ hôi, ngọn tím ngọn chi, chân trái chu vi sưng nề hơn chân phải, mạch mũi chân mắt rõ, bụng mềm không trướng, gan nách không to. Ngoài ra các cơ quan khác chưa phát hiện bất thường. Tính điểm OL là 4,5 điểm, điểm Z-Lever 6 điểm, điểm SPFC là 2 điểm. Hiện tại qua 5 ngày điều trị, bệnh nhân tỉnh, tiếp xúc tốt, mạch 90 lần trên phút, huyết áp 120 trên 60, đang duy trì dobutamin liều 11 mg trên gram trên phút, tiểu 100 ml trên giờ, đau nhẹ ngực trái, nhịp thở 20 lần trên phút, SpO2 95. Khí máu như các thầy đã xem trên. Về siêu âm đốc lô tim, hình ảnh giãn thất phải EF 76%, áp lực động mạch phổi hôm 24 là 29 mm thủy ngân. Hiện tại áp lực mạch phổi ngày 1 tháng 3 là 35 mm thủy ngân. Thất phải có bóp kém, giãn cái vùng tim tim phải. Siêu âm chi dưới không thấy huyết khối. Ngày 1 tháng 3, siêu âm ổ bụng không bất thường. CT lồng ngực, hình ảnh theo dõi huyết khối động mạch phổi 20 bên điện tim thì có hình ảnh S ở D1 và Q ở D3. Đây là hình ảnh CT ngực của bệnh nhân ạ. Đây là hình ảnh điện tim ạ. Công thức máu hiện tại không thấy bất thường ạ. Đông máu đang điều chỉnh theo sinh hóa thì có CK là 287, CKMB 44 ạ. Hiện tại là CK 89, CKMB 42. Sinh hóa máu về đông thì chưa thấy phát hiện bất thường ạ. Em chuẩn đoán là nhồi máu phổi cấp, điều trị truyền dịch, vận mạch, adrenaline và dobu. Thì hiện tại đã cắt adrenaline và giảm đau morphine. Hiện tại đang truyền heparin không phân đoạn liên tục theo điều chỉnh theo APTT, kháng vitamin K bằng xanh chôm, điều chỉnh theo INR, bảo vệ niêm mạc dạ dày, kháng sinh có ceftriaxone 1 gram nhân 3 gram trên 24 giờ. Câu hỏi xin hội chẩn nguyên nhân gây tắc mạch, chuẩn đoán và điều trị phù hợp chưa? Khí máu trên bệnh nhân này có phù hợp với bệnh nhân không ạ? Hướng điều trị tiếp theo về thuốc và chế độ và vận động tiếp theo của bệnh nhân ạ. Em xin hết ạ. Cảm ơn bạn. Các bệnh nhân rất là khó và rất là nặng. Tuy nhiên là trước khi để các thầy có ý kiến, tôi xin đề nghị các bạn phải khai thác các tiền sử bệnh sử cho nó kỹ lên. Lai Châu nói xong thoát slide và tắt mic ạ. Bởi vì như thế này, một người phụ nữ mà dùng thuốc chống thụ thai ấy, cái đường uống là lấy là một trong các nguyên nhân gây tắc mạch đấy, người ta đã nói từ lâu rồi. Cái thứ hai, có những cái chỉ số khác, ví dụ như là BMI bệnh nhân này bao nhiêu. Dạ, bệnh nhân là 23. Dạ. Rồi, tất cả những cái thông tin đấy chúng ta phải xem. Ví dụ trước đó là bệnh nhân có một tiền sử trước đó 2 tuần có một cái phù một bên chân, đúng không? Đấy, thế là tất cả những cái tiền sử đấy chúng ta phải khai thác. Cái này do cái gì? Do ngã, chấn thương hay là do cái gì đó chúng ta phải nhiễm trùng. Tất cả chúng ta phải khai thác tất cả những cái đó. Còn bạn làm bệnh án vẫn chưa khai thác, bệnh án vẫn chưa ổn nhé. Bệnh nhân đã khó, chúng ta phải càng kỹ càng tốt. Sau đây xin mời các chuyên gia cho ý kiến. Thứ nhất về chẩn đoán hình ảnh, xin mời đây anh Tuấn. Kính thưa giáo sư Bình, kính thưa các quý đồng nghiệp. Đây là bệnh nhân điển hình của cái tổn thương của chi dưới mà nghĩ nhiều đến cái huyết khối tĩnh mạch của bệnh.
thì ngay đầu tiên một cái bệnh nhân có cái tiền sử là đau chân mà sưng một chân một bên theo kiểu đi gẹt đi tắt ấy. Đấy, đã sưng cách đấy 2 tuần rồi và không dấu hiệu của phù tĩnh mạch, thì việc đầu tiên mà người làm là phải làm siêu âm Doppler tĩnh mạch chi dưới, phải ghi cụ thể cái chỉ định là siêu âm tĩnh mạch chi dưới tìm huyết khối ở chân bên chân bị đau, cụ thể là chân đau, thì và yêu cầu ở cái không những chỉ với bệnh nhân ở phòng khám mà cái yêu cầu siêu âm tĩnh mạch chi dưới là đối với cả những cái bệnh nhân ở các khoa điều trị mà bệnh nhân phải nằm lâu, thứ nhất là khoa điều trị tích cực hoặc sau mổ. Thì và cái yêu cầu tiếp theo về kỹ thuật là, thì là siêu âm tĩnh mạch chi dưới thì nghe thì chung chung đấy, nhưng mà siêu âm từ đâu đến đâu, bây giờ hiện tại thì người ta hướng dẫn là yêu cầu là siêu âm từ vùng bẹn đến vùng khoeo, toàn bộ tĩnh mạch đùi, toàn bộ tĩnh mạch ở cẳng chân, tĩnh mạch sâu ở cẳng chân đấy thì mới làm được. Chứ còn trước đây thì một số vùng hoặc một số người làm hạn chế, người ta chỉ ép ở 2 vùng, ở vùng bẹn và vùng khoeo thôi, dễ bỏ sót những cái tổn thương huyết khối ở vùng đoạn giữa của tĩnh mạch đùi, và nhất là bỏ sót những cái huyết khối ở cẳng chân đấy. Và cái tư thế làm là phải đúng, làm là thường phải tư thế đầu cao chân thấp, thường là cho đầu dốc, đầu cao trên khoảng 15 đến 30 độ đấy, để thì mới phát hiện được để bệnh nhân ấy có đủ cái tiêu chuẩn để phải làm ngay từ đầu, từ hôm 24 vào viện, chứ không phải sau một tuần mới làm đấy. Làm thì chưa chắc đã thấy, làm siêu âm chưa chắc đã thấy tổn thương huyết khối, làm rất kỹ, nhưng mà với bệnh nhân mà siêu âm không thấy, nhưng mà những cái xét nghiệm chỉ số như BIME cao thì yêu cầu làm lại, làm sớm trong vòng 3-5 ngày chứ không phải đợi một tuần, làm phải làm nhiều lần thì may ra mới thấy được ạ. Và cái thứ hai là khi bệnh nhân có triệu chứng hô hấp rồi thì phải cho chụp các lớp vi tính động mạch phổi, phải có tiêm thuốc. Ở đây thì không nhìn thấy trình chiếu những cái phim tiêm thuốc, và không biết ở viện mình có phim tiêm thuốc phổi không ạ? Chụp các lớp vi tính. Báo cáo với em đã dựa vào em đã dựa phim chụp các lớp phổi mà không tiêm thuốc thì rất hạn chế đánh giá, chỉ thấy tổn thương tràn dịch hoặc là tổn thương đông đặc của đấy, không đặc trưng bệnh cho cái tổn thương của huyết khối. Và thế là thành ra yêu cầu phải có cái chụp các lớp vi tính động mạch phổi, tiêm thuốc. Đấy, tóm lại thì cái làm cái siêu âm Doppler tĩnh mạch chi dưới đúng là phải làm nhiều lần, và cái đấy nó cũng không tốn kém gì, cũng có thể thực hiện được kể cả làm tại giường. Đấy, thứ hai khi chúng ta chụp động mạch phổi thì chúng ta phải bơm thuốc cản quang, chứ còn không thì chúng ta sẽ không nhìn thấy được chưa? Xin mời chuyên gia về tim mạch bác sĩ Hương. Vâng ạ, kính thưa thầy Bình ạ, kính thưa các anh các chị ạ, tôi cũng giống như ý kiến của giáo sư Bình ạ, bởi vì là trên lâm sàng ấy thì là đúng là bệnh cảnh thì là rất là giống với cả thuyên tắc phổi. Tuy nhiên về mặt bằng chứng cụ thể thì lại không có một cái xét nghiệm nào để chắc chắn. Giống như là tiến sĩ Tuấn đã nói là siêu âm đốt le mạch chi dưới thì cũng không thấy huyết khối, thì chắc chắn là các bạn sẽ phải làm đi làm lại. Thứ hai là cho tôi muốn hỏi đấy, MSCT mạch phổi thì cũng không nhìn rõ là có huyết khối hay không. Thế thì đề đi me có cao không ạ? Tôi cũng tìm xét nghiệm đề đi me trong này cũng không thấy ạ. Cô là bên trên bệnh viện em chưa làm được đi DMR ạ. À, chưa làm được đề DMR ạ. Thế cho tôi hỏi là thầy có làm được BNB với cả troponin T không ạ? Bọn em cũng chưa làm được cái đấy ạ. À, cũng chưa làm được cái đấy ạ. Vâng. Vâng ạ. Thế cho tôi hỏi nốt ạ. Thế các bạn có thể chiếu cái điện tim và cái siêu âm tim lên được không ạ? Thì siêu âm tim thì bảo là thất phải giãn, là giãn đến mức độ nào ạ? Vâng. Báo cáo cô là thất phải giãn 59mm ạ. 59 là đo ở 4 buồng à? Tức là to hơn thất trái à? Tức là thất phải giãn hơn thất trái à? Vâng. Vâng ạ. Kính thưa thầy Bình ạ, em thì em thấy thế này ạ. Về mặt lâm sàng thì rất gợi ý thuyên tắc phổi. Tuy nhiên, bằng chứng của thuyên tắc phổi trên các phương tiện chẩn đoán hình ảnh thì lại không có. Thế còn siêu âm thì đúng là một cái thăm dò để siêu âm tim thì có thể là gợi ý được, ví dụ như là thấy là thất phải lớn hơn thất trái. Và áp lực động mạch phổi thì thường là cao. Còn đây các bạn đi đo thì áp lực động mạch phổi lại gần như là bình thường. 29 với cả 35 thì lại là bình thường. Còn trong thuyên tắc phổi thì áp lực động mạch phổi không phải là cao rất nhiều, nhưng nó tầm cao khoảng 50-60. Đấy, khoảng khoảng như thế.
Thế đấy là những cái gợi ý. Còn cái điện tâm đồ thực sự là em cũng không nhìn rõ, là không hiểu là có tăng cánh thất phải hay không, có những cái dấu hiệu các bạn ấy nói hay không. Thế nhưng mà về mặt khí máu thì bác sĩ Tấn sẽ cho ý kiến là cái lúc mà huyết áp tụt rồi thì oxy vẫn rất là tốt, chỉ có mỗi cái đấy thôi. Thế còn nếu như thực sự mà nói là cái này phải chẩn đoán khẳng định là thuyên tắc phổi, mà nếu mà chẩn đoán khẳng định của thuyên tắc phổi cái này mà lại có tụt huyết áp như thế, tức là sốc rồi, mà thế thì sẽ phải dùng thuốc tiêu sợi huyết. Đấy là về mặt chỉ định mà đúng cái lúc mà bệnh nhân mà lên huyết áp 60-40 đấy là phải dùng thuốc tiêu sợi huyết. Nhưng mà vì là ở đây mà cái bằng chứng thuyên tắc lại không rõ ràng, tức là không có trên về mặt chẩn đoán hình ảnh, thì mình cũng bảo là rất là khó để có thể nói như thế. Nhưng mà các bạn ấy đã điều trị thuốc chống đông là heparin không phân đoạn, và hiện tại thì bệnh nhân cũng đã qua cơn nguy kịch ạ. Thế còn nếu như với các câu hỏi của các bạn thì cũng xin trả lời các câu hỏi của các bạn. Thứ nhất là nguyên nhân tắc mạch, thì cái bây giờ các bạn phải khẳng định là có tắc mạch phổi hay không. Thứ hai là có huyết khối tĩnh mạch chi dưới hay không, thì lúc đấy mới là tìm được nguyên nhân. Thế khi mà các bạn khẳng định là có tắc mạch rồi thì lúc đấy sẽ tìm là bệnh nhân có bệnh gì, cái chân đấy đau như thế nào, bệnh nhân có hạn chế đi lại hay không, và xem là có rối loạn đông máu hay không, thì nhờ bác sĩ Hường huyết học sẽ tư vấn thêm về cái chuyện là tìm nguyên nhân tắc mạch. Thừa còn khí máu thì giáo bác sĩ Tấn sẽ trả lời hộ. Thế còn hướng tiếp theo của bệnh nhân này như thế nào thì phải có một cái chẩn đoán chắc chắn là có huyết khối, thì lúc đấy sẽ có hướng tiếp theo, còn bây giờ thì cũng rất khó thầy ạ. Cảm ơn bác sĩ Hương, xin mời cô Hương chuyên gia về huyết học. Thưa thầy Bình, anh chị ạ, thì bệnh nhân này thì là cái như cũng giống như là các anh chị đã nói ạ, cái D-dimer là cái rất quan trọng mà để xem là bệnh nhân có huyết khối để mà chẩn đoán, một cái tiêu chuẩn chẩn đoán thì anh chị cũng không làm được. Thứ hai nữa, trên bệnh nhân này thì cái tiểu cầu trong suốt cái quá trình điều trị thì hoàn toàn bình thường, tức là nói về cái rối loạn đông máu thì có lẽ là cũng không, hiện tại thì tức là về cái rối loạn ví dụ như là huyết khối tắc mạch ấy thì cũng chưa khẳng định được. Đấy, tuy nhiên là các bạn có một cái câu hỏi là cái nguyên nhân gây tắc mạch, thì đối với cả các bệnh nhân mà còn trẻ, bệnh nhân nữ như thế này thì cái nguyên nhân gây tắc mạch thì mình cũng chưa loại trừ được cả các nguyên nhân bẩm sinh và mắc phải. Thí dụ như đối với cả các nguyên nhân bẩm sinh thì mình sẽ phải khai thác thêm cái tiền sử của gia đình của bệnh nhân xem là có ai bị như thế không, và mình sẽ phải làm các cái xét nghiệm phát hiện xem bệnh nhân có cái gen mà gây đột biến gây huyết khối hay không. Còn thứ hai là các nguyên nhân gây mắc phải thì đối với cả bệnh nhân nữ mà 30 mấy tuổi như thế này thì hay gặp nhất là các cái bệnh hệ thống, đặc biệt là cái hội chứng kháng phospholipid. Thì đối với cả bệnh nhân này thì cũng đề nghị các anh chị làm các cái xét nghiệm để chẩn đoán, ví dụ như kháng thể kháng nhân hay DSDNA, hoặc là các diolipin, beta 2 glycoprotein, hoặc là phospholipid. Tiếp theo là mình cũng phải tầm soát ung thư cho bệnh nhân ạ. Và đặc biệt là bệnh nhân này trong tiền sử là trong 8 năm nay thì bệnh nhân có dùng thuốc chống đông thuốc tránh thai ạ. Thì khi mà dùng thuốc tránh thai thì cái nguy cơ nó có thể gây tăng đông và nó cũng có thể gây nhồi máu. Theo một số tài liệu thì người ta nói là khi dùng thuốc tránh thai thì cái tăng đông nó có thể gây cái nguy cơ mà nhồi máu tới 2-6 lần so với cả những cái bệnh nhân nữ mà không dùng. Chính vì thế cho nên bệnh nhân này nếu như mà qua cái giai đoạn mà cấp tính rồi thì các anh chị có thể chuyển bệnh nhân xuống dưới bệnh viện Bạch Mai để tìm tiếp các cái nguyên nhân gây tắc mạch ạ. Nếu mà trên bệnh viện Lai Châu không làm được ạ, em xin hết ạ. Vâng, trước mắt về các cái xét nghiệm về di truyền những cái đó thì cũng khó, nhưng mà những cái D-dimer thì tôi nghĩ làm gì mà các bạn không làm được ạ. Các bạn không để ý, không đề nghị labo người ta làm thôi, chứ còn cái đấy fibrinogen, D-dimer, prothrombin, rồi số lượng tiểu cầu, đây những cái hết sức cơ bản của các cái bi lăng đông máu mà bệnh viện nào chả làm được. Đó. Rồi xin mời bác sĩ Tấn nói về liên quan đến khí máu. Kính thưa thầy Bình, kính thưa các bạn đồng nghiệp, thì qua cái báo cáo của bệnh nhân của các bạn thì chúng tôi thấy có một cái vấn đề, nó có cái những mâu thuẫn với nhau rất nhiều. Như là chẳng hạn khi bệnh nhân bảo, khi các bạn nói là bệnh nhân có tụt huyết áp, chuyển đến các bạn phổi nghe không gian, nhưng mà FiO2-92, nhưng mà khí máu lại lúc đấy lại là PaCO2 lại 149, tức là lại tăng hơn bình thường. Vậy thì các bạn không cho chúng tôi biết là lúc đấy là oxy các bạn cho bệnh nhân thở như thế nào, để chúng ta biết à cái này là lúc đấy đang thở oxy rất là cao, hoặc là bệnh nhân tự thở, hay là oxy 1 lít phút hay gì cả. Thì các bạn phải cho cái thông tin như thế, người ta biết à cái khí máu này oxy. Vì trong kết quả khí máu mấy ngày đấy, chúng ta thấy thì lúc thì lên 149, xong lúc nó xuống 67, xong lại lên 139, xong lại xuống, tức là nó cứ thay đổi như thế. Vậy thì nó liên quan đến vấn đề các bạn cung cấp oxy cho bệnh nhân như thế nào, bạn lại không cho chúng tôi biết, thành ra nó rất khó. Cái thứ hai là gì,
về chẩn đoán thì chúng tôi thấy thì nó có một cái là gì, các bạn đã loại trừ cái nhồi máu thất phải chưa? Thì vì trong những trường hợp mà nhồi máu thất phải thì bệnh nhân cũng có tụt huyết áp, cũng có tụt huyết áp, và khi và phổi nghe không gian, khi bạn truyền dịch thì cái huyết áp lên, đấy là cái nhồi máu thất phải. Tại vì cái CK và CMP chúng ta thấy thì nó tăng trên 5%, CK và B tăng trên 500 dòng CK đấy, nhưng mà tất nhiên là CK nó tăng không nhiều, nhưng mà CK B 44 thì nó tăng, thì các bạn phải loại trừ nhân nhuyễn phải. Còn để mà chẩn đoán nhồi máu phổi thì để mà chẩn đoán chắc chắn thì bắt buộc phải chụp coi nhà MST động mạch phổi thì mới chẩn đoán chắc chắn được. Còn những cái khác anh chỉ là gợi ý thôi, như thất phải giãn, tăng mạch phổi, rồi là thiếu oxy, nhưng đây oxy lại PO2 lại không thiếu, đâm thành ra không hiểu. Mà khi mà bệnh nhân đã tụt huyết áp, nếu mà chẩn đoán nhồi máu phổi mà tụt huyết áp thì thường là sốc rất là nặng và nguy cơ tử vong lên rất là cao. Trong cái trong bảng phân loại thì cái nguy cơ tử vong mà khi bệnh nhân có nhồi máu phổi mà bạn thang điểm coi nhà SPC đấy, tức là trên 2 cộng với cả có sốc thì thường tử vong tỷ lệ rất là cao. Mà đây thì các bạn điều trị trong một thời gian rất là ngắn thì nó lại cải thiện rất là nhanh. Vậy thì vấn đề cái các bạn phải loại trừ chúng tôi cái nguyên nhân này có phải là cái nhồi máu phổi hay không. Tại vì nhồi máu phổi nhồi máu thất phải thì các bạn truyền dịch cái thì huyết áp lên, truyền dịch và dùng tí thuốc dopamine thì huyết áp nó cũng lên, nó cũng cải thiện được tuần hoàn và cải thiện được oxy hóa máu. Cái đấy là cái mà các bạn cần phải loại trừ. Còn về chống đông thì tất nhiên là về chống đông, cái nhồi máu thất phổi hay nhồi máu thất phải thì chúng ta vẫn phải điều trị kéo dài cho bệnh nhân cho nó đủ liệu trình và phải theo dõi liên tục. Và trên điện âm đồ thì các bạn chụp cái điện âm đồ chúng tôi thấy nhìn kỹ ra thì có tí quy có tí ở S1 và Q3 và T3 thì chúng tôi không nhìn rõ, tại vì nó chụp các bạn chụp nghiêng mà không rõ cả. Nên là các bạn phải theo dõi cái điện âm đồ sau khi các bạn điều trị thì cái điện âm đồ nó có thay đổi không, về mặt điện âm đồ ở chuyển đạo D hay là điểm âm đồ, các bạn làm cả V3 V4R để xem nếu mà bệnh nghi ngờ để loại trừ hoặc phải, các bạn phải làm V3 V4R để xem cái thay đổi điện thế ở V3 V4R như nào, ST như nào. Đấy thì về chẩn đoán và cái còn điều trị thì điều trị về heparin thì trong điều kiện các bạn thì dùng heparin kể cả nhồi máu phổi hay nhồi máu thất phải, nhồi máu cơ tim thì điều trị như thế là đạt yêu cầu rồi. Và các bạn thấy thì điều trị sau khi điều trị về mặt bù dịch, về mặt chống đông thì tình trạng nên cải thiện. Còn vấn đề chẩn đoán thì vấn đề tôi thấy thì còn phải loại trừ nguyên là nhồi máu cơ tim thất phải. Vâng, cảm ơn bác sĩ Tuấn. Các xin gợi ý thêm trong các cái khí máu ấy, các bạn trong chẩn đoán về máu phổi nói chung, trong nguyên thủy chúng ta có một cái chỉ số độ chênh lệch oxy phế nang và mao mạch D A lớn trừ A nhỏ. Cái chênh đấy nó bình thường vào khoảng 30 mấy tuổi này, 35 tuổi là vào khoảng độ 15-20 thôi. Khi nó tăng lên là chúng ta phải nghĩ ngay đến là có tăng cái tỷ lệ săn, tức là gì, bị nối tắt. Đấy, một là nhồi máu phổi, thứ hai là viêm phổi thùy. Đấy, thứ ba là xẹp phổi, thế làm tăng cái tỷ lệ săn đi tắt từ bên nội sang bên kia thì chúng ta, đấy là cái thông số mà chúng ta rất là dễ làm, mà chúng ta thứ hai là phải làm nhiều lần, thứ ba chúng ta phải các cái thông số chúng ta cố gắng đánh giá cùng một thời điểm. Chứ còn sự hôm nay chúng ta làm điện tim, sáng mai chúng ta làm xét nghiệm thì chúng ta thật ra chúng ta không đánh giá được đâu. Chúng ta cùng khám lâm sàng, cùng làm các xét nghiệm thăm dò chức năng cùng một thời điểm thì chúng ta mới có thể nhận định. Cái thứ hai là chúng ta đề nghị các bạn là khi chúng ta đưa ra các bệnh án hội chẩn thì chúng ta các cái phim chụp, chẳng hạn là chúng ta cắt các cái hình ảnh nó chỉ khoảng độ 1-2 cái phim chụp, còn chúng ta không nên chụp một cái slide mà nó gồm cả một cái phim to tướng thì chẳng nhìn thấy cái gì, cũng giống như cả cái điện tim dày đặc thế này cũng chẳng nhìn thấy cái gì cả. Chúng ta lựa chọn ra mấy gì rồi điện tim khoảng 3-4 nhịp thôi, và các chuyển đạo chúng ta cắt nó ra, cũng như là hình ảnh phim thì chúng ta nhìn cho nó rõ hơn. Thì tôi không biết là các bạn cái đầu cầu như thế nào, chứ đầu cầu chúng tôi nhìn mãi chẳng thấy rõ cái gì cả, đâm rất khó nhận định. Nhưng mà rồi riêng đối bệnh này thì tóm tắt lại đây là nghi can là một cái nhồi máu phổi mà theo các cái tài liệu là 70% từ dưới chân nó chạy lên. Đấy, một là trong chân, thứ hai là trong bụng, thứ ba có một số trường hợp nó tắc tại chỗ nhưng mà ít thôi, đa số là dưới nó chạy lên. Đấy thì chúng ta cần phải quan tâm đến cái chuyện đó. Đúng là đặc biệt là bệnh nhân có mà muốn làm được cái đó thì nhìn thấy cái bất thường, thấy cái chân nó bất thường rồi chúng ta làm siêu âm Doppler tĩnh mạch chi dưới, như là bác sĩ Tuấn anh đã nói và cô Hương nói đấy, phải làm rất là kỹ và làm nhiều lần. Tôi nhớ không nhầm mỗi một lần làm như này mất khoảng nửa tiếng đấy. Chứ còn chúng ta cầm cái đầu dò lên chúng ta quẹt quẹt cái chúng ta bảo bình thường thì chúng ta sẽ không thấy cái gì đâu. Kể cả đo áp lực mạch phổi nhiều khi nó cũng không dễ.
các xét nghiệm chúng ta cần phải làm thêm các răng về dedimer, về đông máu, về tiểu cầu, tất cả những cái đó thì ở nơi nào cũng làm được, các bạn nên triển khai đi. Các bác sĩ mà chúng ta không yêu cầu thì labo người ta cũng không làm đâu. Nhưng mà cuối cùng là gì, chúng ta nên tập hợp các triệu chứng lâm sàng, xét nghiệm thăm dò chức năng từng thời điểm một. Đấy thì chúng ta mới có cách nhìn nhận cho nó đầy đủ để đánh giá bệnh nhân. Còn trước mắt thì kết luận chính xác thì chúng tôi không dám, hướng đến thôi. Còn các bạn đã làm được heparin cho toàn thân rồi, bệnh nhân đỡ rồi thì chúng ta nếu mà tiếp tục thăm dò thêm nhé, để xem là nếu mà khẳng định thì chúng ta tiếp tục phải có chiến lược điều trị lâu dài cho bệnh nhân. Xin cảm ơn các bạn Lai Châu. Xin mời tiếp theo các bạn.